Liên tiếp trong các ngày từ 11 tháng 6 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tuyến biên giới đã phát hiện và bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép đường kính trắng qua biên giới với tổng trọng lượng là hơn 41 tấn. Điển hình vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 11 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm soát dọc vành đai thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa và trên sông Sepol, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện bắt giữ 3 xe tải chở hơn 11 tấn đường kính trắng. Qua điều tra được biết, các đối tượng chủ đầu nâu buôn lậu tập kết đường trắng dọc sông Sepol phía nước bạn Lào. Lợi dụng đêm trời tối khi có mưa to, dòng sẹt lớn, cán bộ chiến sĩ tại các chốt phòng chống COVID-19 phải tạm thời rút về để phòng tránh thiên tai, dòng sẹt. Các đối tượng đã dùng thuyền vận chuyển đường qua sông Sepol và tập kết tại các dãy nhà hoang sát biên giới, sau đó dùng xe máy và ô tô để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.